chào các bạn trong video số 23 này mình sẽ giới thiệu đến các bạn bán đấu giữa hai danh thủ là vương gia lương và danh thủ hồ bình hoa bán đấu diễn ra năm 1964 đây là một bán đấu rất hay diễn biến của bán đấu diễn ra như sau mời các bạn theo dõi Đến đây, Hồ Vinh Hoa buông cờ đầu hàng, Vương Gia Lương giành thắng lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.